Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn làm việc với đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do giáo sư tiến sĩ Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi và trường Đại học Phạm Văn Đồng. Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến. Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có các viện nghiên cứu khoa học và 8 trường đại học thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc. Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trường đào tạo bồi dưỡng 14 ngành bậc đại học và một ngành bậc cao đẳng với các hình thức chính quy, liên thông chính quy, vừa học vừa làm, liên thông vừa học vừa làm. Trường đã liên kết đào tạo với các học viện, trường đại học lớn trong cả nước, thiết lập quan hệ hợp tác và quan hệ với các doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội. Mong muốn Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi, nhất là bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Phạm Văn Đồng. Hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ quản trị để nâng tầm uy tín của trường Đại học Phạm Văn Đồng, góp phần xây dựng kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh mong muốn Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ xây dựng lộ trình để trường Đại học Phạm Văn Đồng là thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi, đào tạo, tăng cường nguồn nhân lực cho trường Đại học Phạm Văn Đồng, xây dựng Đại học Phạm Văn Đồng thành cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hỗ trợ trường Đại học Phạm Văn Đồng tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí về đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo để có phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Gợi ý một số vấn đề thúc đẩy hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với tỉnh Quảng Ngãi và trường Đại học Phạm Văn Đồng trong việc hỗ trợ lưu học sinh Lào, xây dựng các đề tài phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch tỉnh Quảng Ngãi.